Tóm tắt thị trường chứng khoán Hàn Quốc ngày 24 tháng 6 năm 2024. Kospi giảm 0,70% và Kod đắt đóng cửa với mức giảm 1,31%. Hãy cùng điểm qua các tin tức chính về thị trường chứng khoán Hàn Quốc hôm nay. JLK đã nhận được sự chấp thuận từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, cho giải pháp chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt bằng trí tuệ nhân tạo, AI, giá cổ phiếu JLK tăng vọt đến giới hạn trên. Tính đến 10 giờ 18 phút sáng ngày 24, JLK đang giao dịch ở mức 16.050 won, tăng 3.700 won, 29,96% so với ngày hôm trước. SM Entertainment thông báo vào ngày 24 rằng nhóm nhạc nam NCT Dream đã tổ chức buổi hòa nhạc cho 65.000 khán giả tại phòng hòa nhạc lớn nhất Thái Lan. NCT Dream đã tổ chức 2024 NCT Dream World Tour The Dream Show Dream tại sân vận động quốc gia Raja Mangala ở Bangkok, Thái Lan. Hyundai Bio đang chuẩn bị cho các thử nghiệm lâm sàng về bệnh sốt xuất huyết ở Brazil, đang phát triển bốn loại virus sốt xuất huyết cũng như sốt xuất huyết và sốt xuất huyết chikungu lây truyền qua mũi. Vào ngày 24 người ta đã công bố rằng họ đã thành công trong việc phát triển một loại thuốc đa điều trị các bệnh nhiễm virus do mỗi truyền như sốt xuất huyết, có chứa thành phần chính là niclosamide với đồng độ thuốc IC50, cần thiết để ức chế 50% sự phát triển của các loại virus như Nia và sốt vàng da. Cotmena, một loại mỹ phẩm trị dụng tóc đã tự hào giành chiến thắng ở hạng mục dành cho tóc trong số hơn 700 sản phẩm được gửi tới Cosmo Prof Worldwide Bologna 2024 lớn nhất thế giới năm nay. Vào ngày 24, họ có kế hoạch ra mắt sản phẩm này tại Mỹ vào nửa cuối năm nay thông qua sản xuất tại địa phương ở Mỹ sau đó cung cấp cho khách hàng Hàn Quốc thông qua nhập khẩu dưới dạng sản phẩm Made in USA. Vào ngày 24, Neon đã thông báo rằng album sẽ được phát hành chính thức album kỹ thuật số mới ABCD và các khúc chủ đề ABCD, phiên bản mở rộng, album có tổng cộng 4 bài hát, bao gồm phiên bản mở rộng của ABCD và phiên bản nhạc cụ của ABCD, Original. JQP đã thông báo vào ngày 24 rằng họ sẽ phát hành bài hát mới chích chích bom vào ngày 19 tháng 7. Xoay Kids sẽ phát hành album mới ATE vào lúc 1 giờ chiều ngày 19 tháng 7 và trở lại lần đầu tiên vào năm 2024. Video trailer phát hành vào ngày 19 tháng 6 có ý tưởng quảng cáo kết hợp khéo léo bánh quy may mắn và tên album ATE, đồng thời diễn xuất danh mãnh của 8 thành viên đã tăng thêm sự thú vị cho người xem. Tin tức đáng chú ý trong phiên giao dịch tiếp theo, ngày 25 tháng 6 năm 2024. Genuine Life Science niêm yết bổ sung 20 triệu 52.871 cổ phiếu phổ thông. Theo dõi Bắc Kit VN để cập nhật tin tức tài chính Hàn Quốc.